Tư lệnh phiến quân Colombia bị giết trong cuộc xung đột, tin từ Barran, Capermeja, Santander, Colombia. Ngày Chủ nhật ngày 14 tháng 6, chính phủ Colombia cho hay quân đội nước này đã hạ sát tư lệnh phiến quân Marxist, là tổ chức du kích lớn thứ hai tại Colombia, trong chiến dịch của quân đội kéo dài 5 thập niên chống lực lượng vũ trang dân tộc tự do, viết tắt là ELN. Ông này là Jose Hernandez, còn được biết là Marquitos, đã bị thiệt mạng trong một cuộc đụng độ tại vùng đô thị Segovia ở tỉnh Antioquia, nằm phía tây bắc Colombia. Tổng thống Colombia tuyên bố hoan nghênh lực lượng quân đội trên mạng Twitter, trong khi tư lệnh quân đội Colombia xác nhận tên trùm khủng bố Jose Amin Hernandez Manrique đã bị bắn hạ. Hernandez Manrique đã chỉ huy đơn vị 13 đơn vị ELN tại tỉnh Antioquia và Bolivar, vùng hoạt động chính yếu của các tổ chức buôn lậu ma túy, vũ khí và khai thác mỏ bất hợp pháp. Tổ chức ELN được các tu sĩ cực đoan tiêm nhiễm tư tưởng của cuộc cách mạng Cuba thành lập, đã giấy binh chống chính phủ Colombia trong suốt 51 năm qua. Tổ chức này cũng nhiều lần tham dự các cuộc đàm phán với giới chức thẩm quyền, nhưng chưa bao giờ bước vào các cuộc thương lượng chính xác. Khác với tổ chức phiến quân kỳ cựu là lực lượng vũ trang cách mạng Colombia, gọi tắt là FARC, tổ chức chiến đấu chống chính phủ trong suốt 30 tháng dài, đã chọn con đường thương lượng hòa bình chính thức với chính phủ Colombia.